bộ tứ siêu xe đắt nhất thế giới. 19 triệu USD, Bugatti La Vuittonoi. Về khoản xe siêu sang thì phải để Bugatti mới đủ sức qua mặt Rolls-Royce. Trong số các mẫu xe mà hãng cho ra đời thì La Vuittonoi là mẫu xe có 102 được ra mắt tại triển lãm ô tô Geneva 2019 với tư cách là chiếc xe đắt nhất từng được chế tạo. Nhà sản xuất ô tô Pháp vẫn chưa tiết lộ số tiền phải trả cho mẫu xe dựa trên Chiron, nhưng đã có các tin đồn chỉ ra một mức giá trong khoảng 19 triệu đô la. Chủ nhân của xe hiện tại vẫn là một bí ẩn. Một số người nói rằng nó thuộc về ông chủ cũ của tập đoàn Volkswagen Ferdinand Piëch. Những người khác tin rằng ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã thêm nó vào bộ sưu tập của mình, trong khi danh tính của chủ sở hữu của nó vẫn còn là một điều kỳ bí. Thông số kỹ thuật xe đã được công bố. La Vuittonoi, một cái tên có nghĩa là chiếc xe màu đen trong tiếng Pháp, được trang bị động cơ V16 tăng áp kép, dung tích 8 lít xuất hiện trên chiếc Chiron mãnh lực. 2. 13 triệu USD, Squadtail Rolls-Royce. Rolls-Royce sẽ cung cấp cho bạn một mẫu xe tùy ý người dùng, nếu túi tiền tay lái đủ dày để thuyết phục hãng làm điều ấy. Lấy ví dụ về Squadtail, mẫu Cooper cực đỉnh có 102 mà khách phải đặt tiền trước ngay từ giai đoạn phác thảo ý tưởng, cho đến lúc lăn bánh khỏi xưởng. Được biết, thiết kế xe lấy cảm hứng từ các mẫu cổ điển của thương hiệu, nhưng lại vay mượn lối tạo hình của các mẫu du thuyền cao cấp. Gần như mọi bộ phận của chiếc xe này cấu thành từ các trang bị độc nhất vô nhị và dự án mất 4 năm từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành. Điều này giải thích tại sao nó có giá xấp xỉ 13 triệu đô la. 3. 8,9 triệu USD cho Bugatti Cento DC. Trước đó, Bugatti khiến mọi người bất ngờ khi giới thiệu chiếc siêu xe trị giá 19 triệu đô có tên La Vuittonoi tại triển lãm ô tô Geneva 2019. Tiếp đến, công ty Pháp đã vén màn kịch tác tiếp theo với phiên bản giới hạn Bugatti Cento DC. Theo đó, xe lại tiếp tục lấy cảm hứng từ Chiron với ý nghĩa tôn vinh cho mẫu EB110 với những năm 1990. Nó có giá hời vỏn vẹn 8,9 triệu đô, thấp hơn đến chục triệu đô so với La Vuittonoi. Cento DC, một cái tên có nghĩa là 110 trong tiếng Ý, có thiết kế góc cạnh so với các thành viên khác trong gia đình Bugatti. Biểu tượng được đặt phía trên lưới tản nhiệt hình móng ngựa, giống như trên EB110. Và năm khe tròn phía sau, mỗi cửa sổ bên tạo ra một liên kết thiết kế giữa hai mẫu xe. Nội thất rất giống với Chiron, mặc dù nó có các chi tiết trang trí, vật liệu và điểm nhấn đặc trưng. Thân máy ẩn chứa một nền tảng được chia sẻ với Chiron là động cơ W16 mạnh mẽ, tăng áp kép tinh chỉnh, cung cấp sức mạnh 1.600 mã lực. Bugatti Cento DC giới hạn số lượng sản xuất chỉ 10 chiếc và mỗi chiếc đều được đặt hàng trước khi ra mắt công chúng. 4. 8 triệu đô cho Mercedes-Benz Maybach Espresso. Mặc dù không phải là chiếc xe đắt nhất trong danh sách, nhưng Maybach Espresso không kém phần đặc biệt do nó chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất. Theo đó, xe có giá như trên vào năm 2004 và nếu điều chỉnh theo giá thành theo mức lạm phát trong thời điểm hiện tại thì xe có giá lên đến 10,1 triệu đô. Được biết, xe trang bị động cơ V12, 700 mã lực tăng áp kép với nội thất tiện nghi sang trọng,